Chào anh em, chào mọi người nhé. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình. Ok anh em, đến hẹn lại lên chúng ta lại kiếm tiền anh em ạ. Tiền có bao giờ là thừa đâu mà đúng không anh em? Thì hôm nay nói chung là lom dom thôi, mình cũng chỉ có 10 triệu thôi anh em ơi. 10 triệu vào chơi kiếm tiền thì mình cũng lên luôn cho nó nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn anh em ạ. Vừa vào thì mình cũng thẩm ngay 1 triệu vào bên mặt lẻ anh em nhé. Vì hiện tại mình có thể thấy đây, cầu chẵn 24 lẻ 16 ở cái cầu sóc đĩa online này ấy, và đặc biệt là cái con sóc 83 mình đang chơi trong lựa chọn này. Thì cầu kèo của nó khá là đơn giản, cơ bản nó chỉ có cầu tổng số và cầu chấm nút trắng nút đỏ thôi. Thì muốn soi thì cũng nó cũng có cơ bản vài cái cách soi, vài kiểu soi mình đã chia sẻ cho anh em ở trên kênh rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình áp dụng cái phương pháp gọi là thấy nó đang nghiêng sang bên chẵn thế này thì mình đánh lẻ thôi. Mình áp dụng cái công thức là ôm lẻ ăn tiền đấy anh em ạ. Ôm lẻ ăn tiền này thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em ở trên kênh cũng rất là nhiều những cái video mình chơi hàng ngày mình kiếm tiền. Từ vốn nhỏ đến vốn lớn mình chia sẻ với anh em khá là nhiều rồi. Hy vọng rằng là những cái phương pháp này của mình ấy có thể mang lại cho anh em một cái kiến thức mới, một cái kinh nghiệm mới khi anh em chơi, anh em kiếm tiền ấy. Anh em áp dụng vào, anh em kiếm được lợi nhuận, kiếm được thu nhập là mình rất là vui rồi. Đấy, mình chia sẻ cho anh em những cái kiến thức, những cái nội dung này hoàn toàn là miễn phí nhé. Video của mình ấy, mình chơi thì mình quay lại màn hình thế thôi. Mình đăng tải lên YouTube của mình. Anh em nào có duyên đấy, gặp nhau nhìn thấy video của mình ở đây và đang ngồi đang lắng nghe thì anh em có thể tham khảo đúng không? Còn nếu như thấy mình chơi chưa hay, cần phải bổ sung, củng cố thêm thì anh em cũng có thể góp ý cho mình ở dưới phần nhận xét video này nhé, để lại góp ý. Đấy. Mình sẽ đọc và ghi nhớ hết, ghi nhận hết. Mình sẽ tổng hợp lại để xem thử là mình nên gọi là sửa chữa ở đâu, nên cải thiện ở đâu để lên chia sẻ cho tất cả anh em, tất cả mọi người yêu quý yêu mến theo dõi video trên kênh của mình có thể là kiếm được lợi nhuận hợp lý hiệu quả đó anh em. Bây giờ mà anh em mà không góp ý, không chia sẻ cùng nhau thì làm sao mà mình biết ở đâu mà mình cải thiện được đó anh em. Chơi là nó phải cải thiện đấy, ai nói thì mình tiếp thu hết, kể cả những lời chửi, lời mắng, những lời khen ngợi đấy, thì mình mới càng gọi là tiếp thu thêm những kiến thức mình chơi thì mình mới kiếm được thu nhập đúng không? Cũng có nhiều anh em ấy, gọi là phản hồi những cái comment nó không được vui, không được bắt mắt, nhưng mà cũng có nhiều anh em phản hồi rất là tích cực. Vì mình đã nói rồi, mình không góp vốn, không chơi hộ, chơi thuê cho ai, nên là anh em cũng không phải gọi là gạ gẫm làm cái gì cả. Tiền ai người đấy chơi anh em ạ. Còn mình chia sẻ cho anh em ấy, những cái kinh nghiệm này là những cái kinh nghiệm mà mình gọi là đúc kết lại từ suốt những cái khoảng thời gian mình chơi đến nay là cũng rất là nhiều năm anh em nhé. Mình chơi nhiều năm lắm rồi, mình đúc kết lại được, mình chơi cảm thấy là kiếm tiền kiếm lãi được, kiếm tiền kiếm lãi ngon thì mình đăng tải video lên cho anh em, cho mọi người xem thôi. Làm YouTube thật là mình cũng đam mê từ nhỏ rồi, đam mê từ lâu rồi, nhưng mà cũng chẳng có cơ hội, cũng chẳng biết là nên làm cái gì để cho anh em mọi người xem ấy, thì mình mới quyết định là mình bây giờ mình đang chơi game bài online thì mình cũng gọi là đúc kết lại được là ui rồi thì quay chia sẻ lại cho anh em, cho mọi người. Vì mình cũng thấy là khá là nhiều người cần khi đi chơi ở đâu đó, nơi công cộng hay là công viên mình thấy, hay là quán net, nhiều anh em cũng gọi là lên YouTube xem lắm đấy, tham khảo cách chơi, tham khảo lối chơi. Thì mình cũng chia sẻ lại những kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Những kinh nghiệm này thì mình cảm thấy là mình kiếm tiền ổn định, kiếm tiền được thì mình chia sẻ lại cho anh em, cho mọi người. Và hy vọng rằng là anh em mọi người cũng có thể tham khảo và áp dụng nó hiệu quả nhất có thể đấy anh em nhé. Tiếng này thì cắn vào máu anh em ạ, đánh tiếng kết luôn chứ, đánh tiếng kết luôn anh em ạ. Làm sao phải rén. Đúng rồi, tưởng nặn hai đỏ hai trắng đó thì cũng khó cho mình luôn anh em ạ. Nặn hai đỏ hai trắng thì cũng khó. Cái phương pháp là ôm lẻ ăn tiền này thì mình cũng đã có một vài video anh em nhé. Một vài video và cách soi cầu, tính cầu hàng ngang hàng dọc thì mình cũng đã chia sẻ khá là nhiều. Anh em có thể là tham khảo vào kênh của mình, theo dõi những video mình đã đăng tải anh em nhé. Bộ môn sóc đĩa này thì không phải ai cũng đam mê đâu. Mỗi người mỗi sở thích, mỗi người mỗi một cái đam mê khác nhau. Như nhiều anh em thì thích tài xỉu, rồng hổ hay baccarat, hay nhiều anh em thì thích chơi game bài. Đấy, còn như nhiều anh em hay là bản thân mình hay anh em đang ngồi lắng nghe xem ở đây thì gọi là đam mê cái bộ môn sóc đĩa online này, thì chúng ta chia sẻ cho nhau thôi, chia sẻ lẫn nhau những kinh nghiệm, những cái mà kiến thức mà anh em chúng ta biết để có thể là giúp đỡ nhau kiếm tiền, kiếm thu nhập thế thôi. Gọi là biết bắt cầu như thế nào thì dạy anh em, biết chơi như thế nào thì chỉ cho anh em kiếm lãi, chứ không phải là đẳng cấp kéo cầu gì đây cả anh em ạ. Mình cũng chỉ là con người bình thường, mình cũng có hai chân hai tay chứ có phép thuật hay là có cái gì đâu anh em. Tứ tử anh em ơi, tại sao mà cầu đang nghiêng chẵn mà vẫn ra được tứ tử ta? Cầu đang nghiêng chẵn mà vẫn ra được tứ tử hay vậy ta? Thì
Tiếng này có thể là ba trắng một đỏ rồi, tiếng này mình bắt kết rồi anh em nhé. Bắt kết xả láng luôn anh em ạ, xả láng luôn chứ có cái gì đâu mà phải rén nữa. Đấy, nói chung là vốn 5-10 mở thì đánh kiếm tiền lãi to nó rất là khoai, trừ khi là anh em có bản lĩnh, anh em chơi to, chơi mạnh tay như mình ở hiện tại đây. Còn không anh em chơi cấu rỉa thì anh em chỉ kiếm được 1-2 triệu thôi. Nhưng mà làm một con game đổi thưởng 1-1 như con 680 bài mình đang chơi này thì 1-2 triệu nó cũng là một cái số tiền lớn lắm rồi anh em ạ. Mình nói thật 1-2 triệu là một cái thu nhập rất là khủng rồi. Một ngày kiếm 1-2 triệu bây giờ anh em mà đi làm công, ăn lương, bỏ công, bỏ sức ra ấy, mà làm ấy thì anh em phải tính xem 1-2 triệu anh em làm cái gì. Nếu mà làm theo kiểu sản phẩm, sản lượng anh em làm đúng gọi là vắt mồ hôi thành chậu luôn anh em ạ. Vắt mồ hôi thành chậu luôn nên là mình khuyến khích anh em là chơi kiếm lãi kiếm thu nhập từ từ thôi, không có đi đâu phải vội cả, không có đi đâu phải cố cả, đúng không anh em? Đấy, ăn ngay anh em ạ. Mình đã bắt kết thì nó phải khác ngay chứ anh em, đã bắt kết thì nó phải khác ngay. Bây giờ mình sẽ đánh một tay nữa và mình chốt kèo nghỉ anh em nhé. Đánh một tay nữa chốt kèo nghỉ thôi. Đấy, bây giờ đánh tay này nữa thôi, đánh đúng tay 2/5 này nữa, thắng thua thì mình chốt kèo nghỉ. Nếu như thua thì mình lãi được 6,5 triệu. Đấy, bằng lương thu nhập của bình thường của một người gọi là đi làm nhà hàng lao động phổ thông luôn anh em ạ. 6 triệu năm ấy, chỉ trong vòng chưa đến 10 phút thôi. Còn nếu như ăn tay này thì mình lại thành mười mấy triệu lận, 12 triệu. 12 triệu lại bằng lương thu nhập của một người gọi là lương cao đấy anh em. Nếu mà để nói 12 triệu là một cái thu nhập khá cao ở thời điểm hiện tại, vì bản thân mình cũng là một người đi làm công ăn lương, một tháng mình cũng chưa đến 10 triệu đâu anh em ạ. Đấy, và đây là con game đổi thưởng 1-1 thì tiền trong game giá trị thực tế với giá trị về tài khoản thì mình nghĩ là như thế này là thu nhập khá là ổn, khá là nhiều rồi. Ấy anh em thấy chưa, ngon chưa, 21.300.000 nhá anh em nhá, coi như là mình chốt lãi được 11.300.000. Mình sẽ bỏ gọi là 390.000 này ra lộc gọi là 7 anh em, 8 anh em may mắn, mỗi anh em 50k thì anh em có thể comment số tài khoản hay số Momo ở dưới phần bình luận video này, mình sẽ gọi là lộc random may mắn những anh em đó nha anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm và lắng nghe, chúc tất cả anh em là thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn chiến thắng ở mọi cuộc chơi của anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của mình. Nếu như thực sự yêu quý yêu mến mình, cảm thấy những cái phương pháp mình chia sẻ anh em hiệu quả bổ ích thì anh em có thể là like và đăng ký kênh, bật chuông lên để nhận được thông báo khi mình lên video mới nhất nha anh em. Chào tạm biệt anh em, chào tạm biệt mọi người nhé.